Đây bắt đầu vô mùa vú sữa luôn rồi anh chị ơi. Trong đất mình có vú sữa nha, có mận, có dừa đâu luôn. Sát bên mình thì có một cái vườn vú sữa rất là sai tái luôn. Dạ em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay em về xã Long Hưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho anh chị mình một cái mảnh đất vườn nè. Đó, anh chị thấy không? Sữa kế bên của hàng xóm mình tái quá trời luôn anh chị ơi. Tái rất là nhiều luôn anh chị ạ. Nhưng mà sữa của hàng xóm nha anh chị. Còn sữa mình do chủ đang kêu bán á, cho nên không có chăm sóc, thành ra cũng không được tái nhiều dữ lắm. Trước tiên em giới thiệu sơ lược về vị trí, con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn nha. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, ngay đây là ngay cái cua nha anh chị, mà mình nằm ngay cái góc này luôn. Đó, cái hướng này anh chị đi thông ra đường nhựa Kinh Đào, khoảng cách thì tầm khoảng 150m là tới anh chị ơi. Đường mình là chỉ là đường xe qua lâm nha anh chị. Từ đây ra đường nhựa Kinh Đào khoảng 150m là tới à. Và cũng cái hướng này anh chị cũng đi thông về Ủy ban Nhân dân xã Long Hưng thì tầm khoảng 2km nha anh chị. Và cũng từ đây mà anh chị cũng đi thông về thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang luôn. Nhưng mà đến chút nữa em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem cho nó chi tiết nha. Đó, anh chị nhìn cái vườn vú sữa nè. Anh chị thấy vú sữa như vậy là dùng đất này rất là tốt luôn. Em chỉ quay nhờ thôi, chứ cây vú sữa của mình thì không có chăm sóc, rồi thành ra vú sữa tái nó không có nhiều. Còn cái vườn này thì vú sữa tái rất là nhiều luôn. Còn cái hướng ngược lại nè, do đường này em chưa có đi bao giờ, em cũng không biết nữa. Nó sẽ đi vô tới múc đế, đường đa thì có khúc à, vô tới đó thì đường đá xanh rồi. Còn mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay là cái mảnh đất này nè, tính từ miếng này nè nha anh chị, miếng tủ nè. Đó, mình đi ngang qua bên đây luôn là mình có mặt tiền 20m17 và mình có cái chiều sâu vào là 43m mấy nha anh chị. Nhưng mà phía sau hậu mình còn có 19m87 táp lợn tí, cho nên tổng diện tích hết đất của mình luôn là 861m2. Đó, cây lâu năm chưa có thổ cư. Và bây giờ em đi theo cái hướng mặt tiền tới ngay cái vị trí ranh giới cho anh chị mình xem. Xem cho anh chị mình chi tiết nha. 20m mặt tiền thì đi đâu tới cái đoạn cái dừa này nè nha anh chị. Đó, tới đoạn cái dừa này nè. Rồi chủ sẽ bán cho mình cái phần bên đây. Đó, giờ em sẽ di chuyển vào bên trong cho anh chị mình xem chi tiết luôn. Trong đất mình thì nói chung thì em thấy chủ không có dọn nhiều, cho nên cỏ nó lên rất là nhiều. Nhưng mà cây ăn trái thì có mận, rồi có vú sữa, rồi có dừa nữa nha. Giờ đây là em quay về hướng mặt tiền của đất mình luôn. Mặt tiền của đất mình giữa hướng nằm cận nhau. Còn tính từ ngay cái vị trí đất của mình mà về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thời gian đi tầm có 15 phút à, khoảng cách là 8,2 km. Còn anh chị nào mà ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em sẽ lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 12 phút, khoảng cách là 57 km. Còn anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây. Mà anh chị về tới đây, thời gian đi tầm khoảng 1 giờ 28 phút, khoảng cách là 62 km. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Rồi bây giờ để em sẽ di chuyển vào bên trong cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể bên trong luôn nha. Đó, đường ngay chỗ này thì rộng độc khoảng 2m, nhưng mà ngay cái cua của mình á, đây 2m hơn ạ. Ngay cua thì nó hơi có cái độ bo, nhưng mà ngay đó thì nó hơi hẹp chút, cho nên là em báo đường xe qua lâm nha anh chị. Đó, và bên trong đất của mình, đất mình rất là cao ráo luôn. Ở đây thì mình có dừa sim xanh nè, rồi có vú sữa nè, rồi có mận nè. Chiều sâu của mình 43m thì anh chị sau này về đây cất nhà ở là cũng rất tuyệt vời. Đó, đây là mấy cây vú sữa của mình. Đó, bên đó có cây mận của mình nữa. Vườn này thì chủ không có cải tạo nha anh chị, chứ đất thì em thấy cũng rất là cao ráo, sạch đẹp, không màu mã. Nhưng mà do không có cải tạo lại thôi.
thành ra nó hơi gặm. Giả lại đang kêu bán nữa. À, bên đây thì mình cũng vẫn có vú sữa luôn. Đi đại khái một đoạn cho anh chị mình xem, vú sữa cũng rất là nhiều. Nhiều gốc lắm nha. Cái này anh chị mua gì á? Mình phải dọn lại rồi để phân rồi thuốc đồ này kia vô thì cây mình nó mới tốt như bên cái hàng xóm của mình được. Thì tái nó mới sai nha anh chị. Nó ngang phía mặt tiền của mình là 20m17. Nhưng mà cái phía sau hậu mình ngoài đó nó nhanh chị. Còn lại có 19m87 à. Nó tấp lại một tí xíu. Chiều sâu thì 43m mấy. Nó có cái lẻ lẻ, nhiều lẻ quá cái nãy em quên cái mấy rồi. Thì nói chung là 43m mấy á. Cho nên tổng diện tích là 861m2. Cây lâu năm, chưa có thổ cư. Chủ nhờ bên em quay bán lên giới thiệu cho anh chị mình bán á là 1.180.000.000. Hết đất nha anh chị. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ xã Long Hưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì anh chị liên hệ cho em theo số điện thoại là 039 545 4645. Em sẽ trực tiếp dẫn anh chị mình đến xem cái mảnh đất này được, anh chị có thể gặp chủ để thương lượng với chủ anh chị mua nha. Nó đây thì có mấy cái mận nè. Cái này thì nói chung là đất của anh em chia ra hay gì đó. Rồi thành ra cái ganh thì em chưa có thấy kỹ, nhưng mà 20 mét thì nó đâu khoảng tới cây dừa này nè. Nó dài nó ha, bên đó có mận nữa. Thì cái điểm mạnh của mình á thì mình gần đường nhựa thôi. Chứ bên trong thì quê lợi thì cũng có, nhưng mà do không có chăm sóc á thì cho nên cái nguồn quê lợi này chưa có thu hoạch được nhiều. Cái này anh chị phải về tưới nước rồi bón phân rồi chăm sóc á thì mới có thể có quê lợi nhiều nha. Còn vú sữa của mình thì cũng phải xịt thuốc chứ để sâu nó ăn. Thì vú sữa cũng đang cho tái nè. Nó tái thì cũng lòng thòng rất là nhiều. Nhưng mà không có xanh tốt bằng như cái vườn bên kia. Vườn bên kia rất là xanh tốt luôn. Đó, anh chị thấy ha, đây vú sữa nè. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ xã Long Hưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, diện tích đất mình là 861m2, cây lâu năm, chưa có thổ cư, nó giá chủ gửi bên mình xem bán là 1.180.000.000. Anh chị nào quan tâm thì kết bạn Zalo với em theo số điện thoại trên màn hình, rồi em sẽ gửi sổ hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể luôn. Tông đất mình thì sạch đẹp không màu mỡ, nhưng mà chỉ có bên hàng xóm của mình thì có nha anh chị. Nhưng mà đó là phía trước ngay chỗ cái đường đi vô thôi, chứ trong gần ngay vị trí mình thì không có. Thì em cũng báo gành cho anh chị biết, gần ngay đường đi vô mình thì có mấy ngôi mộ, mà bên đất của người ta nha. Cách đường nhựa, đường ô tô có 150m à. Đây thì mình có mấy cái ao, nhưng mà clip mình cũng rất là to nha. Clip mình rất là cao gáo luôn. Cái này mà anh chị dọn ra thì nhìn nó mới đẹp nha. Chủ bán mà tại chủ không dọn ra thành ra nhìn nó hơi tùm, nó không có đẹp. Nó như em nói kế bên cái vườn sữa của mình nè. Tái rất là nhiều luôn. Rồi đến đây thì em cũng xin cảm ơn anh chị mình đã xem hết video của em. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ xã Long Hưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì anh chị liên hệ cho em nha. Đó, phía đường đi vô mình có mấy ngôi mộ thôi nha anh chị. Và đến đây thì em cũng xin hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo. Rồi em xin chào anh chị ạ.